Xem chị Tây xin chào anh chị nhé. Hữu duyên thì hôm nay Xem chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là những đường vân tay đẹp bên trên lòng bàn tay của những anh chị có phước đức từ ông bà tổ tiên của Huyền cộng thêm phước đức của anh chị. Đầu tiên thì Xem chị Tây sẽ vẽ lên vân tay hy vọng ý nghĩa ra sao như thế nào. Và trong lúc xem video hướng dẫn của Xem chị Tây, anh chị nhớ nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho Xem chị Tây. Những anh chị nào muốn xem chị Tây xin vui lòng chụp hình bàn tay gửi ngay về số Zalo 0347185898. Khi hữu duyên thì Xem chị Tây sẽ xem cho tất cả anh chị và không để sót một ai. Thì hôm nay hữu duyên Xem chị Tây sẽ nói đến vân tay hy vọng đầu tiên ha. Anh chị nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ cho Xem chị Tây. Xem chị Tây chúc anh chị thân tâm thường an lạc. Những anh chị nào có vân tay hy vọng trong lòng bàn tay thì cho thấy trong cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công sẽ như ý, ít khi bị sóng gió hay là biến cố trong đời. Đời sống và tinh thần và tình cảm luôn luôn thuận lợi, không phải suy nghĩ hay lo âu nhiều về vấn đề cơm áo hay gạo tiền. Con đường công danh sự nghiệp tiền tài của những anh chị này được thần linh gia hộ ở trên che chở, nên những anh chị này sau này sẽ có cơ sở và cũng được rộng mở trên con đường làm ăn của mình, được quý nhân trợ sức. Nhờ biết xác định được mục tiêu rất rõ ràng nên trên con đường công danh và sự nghiệp của những anh chị này luôn luôn gặp khá là nhiều may mắn, thuận lợi, thành công. Và những anh chị này quyết tâm làm việc gì, làm đâu là thành công ở đó, chứ không có bỏ dở dang. Nên những anh chị này hậu vận rất là khá giàu, ăn nên làm ra mơ được ước cho thấy, con cháu đầy nhà. Vừa rồi là Xem chị Tây đã nói tóm tắt về vân tay hy vọng ý nghĩa ra sao như thế nào. Trong thời gian gần đây thì có một số anh chị đã nhắn tin về Zalo hỏi Xem chị Tây ý nghĩa từng vân tay. Thì hôm nay Xem chị Tây sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh chị và nói tóm tắt nha. Và những anh chị nào Xem chị Tây thì cứ vui lòng chụp hình bàn tay gửi cho Xem chị Tây. Và tiếp theo thì Xem chị Tây sẽ vẽ lên vân tay tập thần nằm ở trên gò tổ tinh ý nghĩa ra sao như thế nào. Vân tay thập thần, anh chị nào có vân tay này trên gò tổ tinh thì trong cuộc sống sẽ gặp vô số may mắn. Là thiên tài bẩm sinh, rất là thông minh và lanh lẹ, do trời phú một cái bản tính hiền, phúc hậu, đạo đức, thông minh do trời phú nha. Và những anh chị này thì có óc khôi hài, kết hợp làm diễn viên điện ảnh hoặc đạo diễn. Tuy nhiên những anh chị này rất nhạy cảm và tâm lý tình cảm không được ổn định cho lắm, nên hơi bất đồng với mọi người xung quanh, làm việc theo cảm hứng, nóng như Trương Phi và đa nghi như là Tào Tháo, nên khó là có hạnh phúc về sau này. Và những anh chị này phải sửa bản tính nóng nảy trung trực của mình lại thì sau này mới sống được hạnh phúc hơn. Chứ đa số những anh chị này về hậu vận sau này khó tính quá ít khi con cháu gần, cho nên dễ sống trong sự cô độc và quạnh hiu. Đó là những anh chị có vân tay thập thần trên gò tổ tinh, ý nghĩa là như vậy. Những anh chị này thì cũng tốt về mọi mặt, nhưng mà có một cái là về sau dễ bị sống trong sự cô độc vì bản tính là bảo thủ hay cố chấp của mình. Cho nên là Xem chị Tây khuyên anh chị nên sửa lại cái bản tính nóng nảy, thất thường, vui buồn vô cớ của mình, thì tương lai hậu vận sau này mới tốt, mới đẹp hơn. Và những anh chị này thì tiền ăn tiền để sau này cũng khá là tốt nha. Vừa rồi là Xem chị Tây đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay thập thần ý nghĩa ra sao như thế nào. Và hôm nay hữu duyên thì Xem chị Tây sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay đuôi cá nằm ở trên gò kim tinh ý nghĩa ra sao như thế nào. Và trong lúc hướng dẫn thì Xem chị Tây cũng vẽ lên cho anh chị cùng tham khảo nha. Và đa số những đường vân tay mà Xem chị Tây vừa nêu trên thì 70% những anh chị có phước đức thì cho thấy sẽ giàu có và rất là viên mãn. Nhưng những anh chị nào mà hiện tại mà không được như ý là 30% còn lại thì anh chị cố gắng tu nhân tích đức, hành thiện, phóng sanh, làm lành, làm thiện thì tiên nhân tích đức, tức sau này con cháu hậu cũng sẽ tầm long thôi. Và tiếp theo thì Xem chị Tây sẽ vẽ lên vân tay đuôi cá nằm ở trên gò kim tinh ý nghĩa ra sao như thế nào. Anh chị nhớ nhấn like, comment, đăng ký kênh ủng hộ cho Xem chị Tây. Xem chị Tây xin chân thành cảm ơn anh chị. Và những anh chị nào yêu mến kênh của Xem chị Tây xin vui lòng chia sẻ lên các trang mạng xã hội đó là Facebook, Zalo hoặc TikTok v.v. Xem chị Tây xin chân thành cảm ơn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Những anh chị nào có vân tay đuôi cá trên gò kim tinh thì cho thấy trong cuộc sống những anh chị này sẽ có một cuộc sống vô ưu vô lo, trong suốt cuộc đời sống trong sự ấm no đầy đủ, coi như những anh chị này đã nắm chặt phú quý và sang giàu trong tay.
Tài đất lộc ba mặt này rất là song toàn. Đây là vân tay hiếm gặp, chỉ có những người có phước đức của ông bà tổ tiên cụ Huyền, cũng như những anh chị này phải có tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp nên mới xuất hiện vân tay này. Nên những anh chị nào sở hữu vân tay đuôi cá trên gò kim tinh như Sam chạy tay vẽ đây, thì cho thấy những anh chị này là người có tâm tu và hướng thiện, nên trời sẽ phú cho con được công danh thênh thang rộng mở để giúp đỡ cho đời sau này. Và những anh chị này có mạng cầm quân dẫn tướng, trên lo việc thánh dưới gánh việc trần, làm nhà lãnh đạo lo cho muôn dân. Và những anh chị này thì cũng có một mặt là như vậy, là những anh chị này hay nhìn sự việc qua loa và nóng vội, hấp tấp vội vàng, dễ làm hư đại sự. Cho nên những anh chị này cần cố gắng khắc phục ở cái điểm này, thì hậu vận sau này sẽ giàu về đại phú, ăn nên làm ra mới được ước thấy. Còn như những anh chị này tính tình vội vàng, nóng nảy, hấp tấp như vậy thì tương lai hậu vận sau này thì cũng không tốt. Cho nên những anh chị này cố gắng là phải khắc phục cái bản tính của mình là như vậy, thì sau này con đàn cháu đóng, ăn nên làm ra mới được ước sẽ thấy nhà cao cửa rộng, đất cát cỏ bậy thẳng cánh, là những anh chị có vân tay đuôi cá nằm ở trên gò kim tinh. Vừa rồi là Sam chạy tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay hình đuôi cá nằm ở gò kim tinh ý nghĩa là sao như thế nào. Và hôm nay Sam chạy tay sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị đó là vân tay hình sao nằm ở gò thủy tinh ý nghĩa là sao như thế nào. Và trong lúc hướng dẫn thì Sam chạy tay cũng vẽ lên. Và anh chị nhớ nhấn like, comment, đăng ký và ủng hộ cho Sam chạy tay miễn phí hoặc chia sẻ kênh nhé. Sam chạy tay xin chân thành cảm ơn. Những anh chị nào có vân tay hình sao nằm trên gò thủy tinh phía dưới ngón tay út thì cho thấy những anh chị này sẽ rất là giàu có. Và những anh chị này sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Và không phải ai cũng có hình sao ở đây đâu. Những dấu hiệu này thì cho thấy những anh chị này sẽ phát lộc phát tài trong nay mai, và đang nhờ phước đức của từ ông bà tổ tiên, tứ thân phụ mẫu của cha mẹ hai bên cũng như là nội ngoại. Và những anh chị này thì hay có tài có lộc bất ngờ của do thiên tạo. Và những anh chị này thì của thiên tạo nhiều, nhân tạo đều đẹp. Chẳng hạn như là những anh chị này từ tiền trung hậu sẽ có một vài lần trúng số nếu hình vân ngôi sao này rõ đẹp như Sam chạy tay vẽ đây. Và những anh chị này thì có duyên kinh doanh đất cát điền sản sẽ gặp khá là nhiều may mắn thuận lợi. Thiên tạo lộc cho những anh chị này thu về nguồn lợi một vốn bốn lời. Dù là nguồn chính tài hay là phụ tài thì những anh chị này đều có một cơ may là tăng đột biến. Và những anh chị này ngoài ra còn gặp được vợ hiền, con có hiếu có thảo ha, gặp dâu hiền để thảo vân vân. Và những anh chị này thì cũng có tài đức lộc ba mặt rất là song toàn, nên con đường tài vận rất là tốt, trong cuộc sống thì sung túc viên mãn giàu có. Theo đó là những anh chị này sẽ được hưởng phúc lộc thọ của con cháu về già. Khi về già thì những anh chị này sẽ được nhờ con, nhờ cháu, nhờ dâu, rể. Nói chung là những anh chị này nhờ tất cả nha. Nói chung sinh được bao nhiêu người con, nhờ bấy nhiêu người con, còn nhờ thêm dâu, rể, cho nội, cho ngoại. Đa số những anh chị mà Sam chạy tay vừa vẽ những cái vân tay có đây thì cho thấy những anh chị này hậu vận sau này rất là tốt, viên mãn. Cho nên là những anh chị nào có vân tay này mà chưa tốt nên cố gắng phóng sanh làm lành, tu nhân tích đức, hành thiện thêm. Vừa rồi là Sam chạy tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là những đường vân chỉ tay đẹp. Còn hôm nay Sam chạy tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.